Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni. Con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con xin kính chào các cụ, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị. Dạ, sắp đến buổi hội thảo của ngày hôm nay, cho con xin phép được nói qua một chút nội quy để đạo tràng của chúng ta được trang nghiêm hơn ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa các cụ, các bác, khi tham gia chương trình Zoom, chúng ta ai có áo tràng, chúng ta nên mặc áo tràng. Chúng ta nên mặc gọn gàng, chỉnh tề, lịch sự. Chúng ta không nên mặc đồ ngủ, áo sát nách hay quần đùi. Trong suốt quá trình Zoom, kính xin các cụ, các bác ngồi trang nghiêm, không nên nghe, không nên vừa nằm vừa nghe. Trừ những trường hợp ngoại lệ là các cụ cao tuổi và người bệnh. Chúng con cũng kính xin các cụ các bác giữ trang nghiêm, không nên nghe điện thoại trước ống kính camera của mình. Trong suốt quá trình Zoom, chúng con sẽ xin phép được tạm thời tắt camera những camera không được trang nghiêm. Kính thưa các cụ các bác, con xin phép được chia sẻ qua cách giơ tay trên hệ thống đường Zoom. Dành cho những ai sử dụng máy vi tính, chúng ta bấm theo mũi tên chỉ. Ở bên phải, chúng ta bấm tiếp vào dòng chữ Raise Hand, có nghĩa là muốn được giơ tay. Dành cho những ai sử dụng phiên bản mới hơn, chúng ta bấm theo mũi tên chỉ. Và ở trên đó, chúng ta bấm vào dòng chữ Raise Hand. Dành cho những ai sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng, chúng ta bấm theo mũi tên chỉ. Sau đó chúng ta chọn vào dòng chữ Raise Hand. Bên cạnh tên của chúng ta sẽ có bàn tay giơ lên, có nghĩa là chúng ta đã giơ tay thành công. Dành cho những ai. Cách tiếp nữa, chúng ta xin bấm vào trong danh sách người tham gia và sau đó chúng ta bấm đến cái tên của chúng ta và chọn tiếp vào dòng chữ Raise Hand. Có nghĩa là muốn giơ tay. Bên cạnh tên của chúng ta sẽ có bàn tay giơ lên, có nghĩa là chúng ta đã giơ tay thành công. Dạ, kính xin các cụ các bác, chúng ta cũng có thể giơ tay trước ống kính camera của mình. Kính xin các cụ các bác giữ cánh tay lâu lâu một chút để cho ban tổ chức của chúng con có thể kịp thời ghi nhận. Xin các cụ các bác, chúng ta ai có câu hỏi, chúng ta nên chuẩn bị trước câu hỏi ra giấy. Đến lượt mình thì đọc rõ ràng mạch lạc để đại chúng cùng lão cư sĩ Diệu Âm có thể nghe rõ. Và chúng con cũng kính xin các cụ các bác, chúng ta mỗi một câu hỏi chỉ nên hỏi một câu một ý. Và nếu như chúng ta còn có những điều thắc mắc thì chúng ta xin giơ tay vào trong những cái buổi Zoom kế tiếp. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đã đến buổi hội thảo của ngày hôm nay, cho con xin phép được chuyển lại microphone cho chú Minh Đạt ạ. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, cảm ơn cháu Minh Hoàng. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con thành kính cung nghinh chư tôn thiền đức tăng ni tham gia chứng minh. Chúng con rất là biết ơn quý ngài đã tham gia chứng minh cho cái pháp hội Zoom này để làm niềm tin cho chúng con ngày càng được tăng trưởng. Chúng con xin kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Kính chào tất cả các cha các má đang có mặt trên Zoom trực tuyến ngày hôm nay, cũng như là các chư vị đang tham gia ở trên các trang mạng Facebook và YouTube. Để bắt đầu vào buổi hội thảo ngày hôm nay, chúng con kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi hướng dẫn đại chúng sám hối và niệm Phật 15 phút ạ. Nam mô A Di Đà Phật. À, gì đó Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính bạch trên chư tôn giáo phẩm Quang Lâm chứng minh.
cho hàng Phật tử chúng con sám hối. Kính mong đại chúng thành tâm đọc lời sám hối rồi chúng ta niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Nay con kiệt thành xin sám hối. Nay con kiệt thành xin sám hối. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tầng đáy lòng con xin sám hối. Tầng đáy lòng con xin sám hối. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Xưa con đã tạo nhiều ác nghiệp. Đều do gốc bởi tham sân si. Đều do gốc bởi tham sân si. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Từ thân miệng ý phát sinh ra. Tất cả tội căn xin sám hối. Tất cả tội căn xin sám hối. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đại từ đại bi. Đại từ đại bi. A Di Đà Phật. 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 A
Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.
Phật. A Di Đà 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 Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành tâm cầm niệm và chuyên công đức của lão cư sĩ Diệu Âm đã từ bi hướng dẫn đại chúng niệm Phật.
Dạ kính bạch chư tôn đức tăng ni tham gia chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính bạch các cha các má, chư vị đồng tu, chúng con vô cùng là hoan hỷ, vô cùng là hoan hỷ, ngày ngày nhận được tin vui vãng sanh, nhận được các ca hầu niệm của các ban hầu niệm ở trong nước, ngày nào cũng đưa tin tiến người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, mà cái số lượng mà không làm cách nào mà ban tổ chức chúng con có thể đưa lên trong hết những cái trong những cái buổi Zoom này được. Hôm nay rất là đặc biệt mà chúng con nhận được một cái tin vui là từ các quý thầy đi hầu niệm. Đây là tin vui từ ban hầu niệm Chùa Ngòi. Quý sư cô đã hầu niệm thành công, gửi lại cho ban tổ chức, gửi lại cho thầy Hạnh Phú. Con xin được đọc những tin vui của ban hầu niệm Chùa Ngòi. Ban hầu niệm Chùa Ngòi đã đưa 5 tin vãng sanh, nhưng mà trong cái thời gian ngắn này thì không cách nào chúng con sẽ đưa hết được. Chúng con xin phép là sẽ đưa dần dần. Hôm nay chúng con đưa 3 tin. Mặc dù là hầu niệm rất thành công, nhưng mà quý thầy vẫn luôn luôn hàng ngày là theo dõi trên Zoom, tham gia Zoom trực tuyến để học về hầu niệm và tham gia theo dõi hướng dẫn hầu niệm, dạy về hầu niệm của thầy Hạnh Phú và chư vị ở trong lớp học. Thời gian bạch thầy Thích Hạnh Phú, con là sư cô đảm bảo thời gian này ban trợ niệm Chùa Ngòi đi hồ niệm liên tục, có các ca vãng sanh thành tựu viên mãn, có cụ nhìn thấy Phật trước 3 ngày khi vãng sinh, cười thật là tươi, xả bỏ bó thân. Con xin gửi thầy nội dung và hình ảnh của những ca để thầy gửi lên ban tổ chức đường Zoom cho đại chúng tăng trưởng niềm tin ạ. Con thành kính tri ân công đức của thầy. Ca thứ nhất là ca của cụ Nguyễn Thị Thái, 93 tuổi, tại Ngô Quyền, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Xả bỏ báo thân ngày 22 tháng 11 năm 2022, tức là ngày 29 tháng 10 âm lịch. Sau 12 tiếng niệm Phật không gián đoạn đã để lại thoại tướng bất khả tư nghỉ. Ca thứ hai là Phật tử Hoàng Ngọc Tăng, pháp danh Phúc Long, 77 tuổi, ngụ tại số nhà 06 ngõ 497 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Xả bỏ báo thân ngày 14 tháng 11 năm 22, sau 12 tiếng đồng hồ niệm Phật đã viên mãn thân tướng mềm mại. Và ca thứ ba là Phật tử Hoàng Nguyên Tùng, 11 tuổi, ở Sa La, Phú La, Hà Đông, Hà Nội. Xả bỏ báo thân ngày 11 tháng 10 năm Nhâm Dần, sau 12 tiếng niệm Phật trợ niệm không gián đoạn đã để lại thoại tướng bất khả tư nghỉ. Thực sự là chúng con vô cùng là hoan hỷ, nhất là mỗi khi mà được quý chư tăng ni tham gia hồ niệm, thực sự là công đức của quý ngài là vô lượng vô biên. Chỉ cần nhìn thấy quý ngài tham gia Zoom thôi thì niềm tin của chúng con đã tăng trưởng vô cùng rồi, mà bây giờ lại được quý ngài mà tham gia hồ niệm nữa, công đức của các ngài đúng là vô lượng vô biên. Không biết là con nói như vậy thì chư vị có đồng ý là như vậy không? Đồng ý. Xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm niệm công đức của các ban hồ niệm, cảm niệm công đức và tri ân công đức của quý thầy, quý sư cô đã tham gia hồ niệm trực tiếp. Đây là một cái pháp môn vô cùng là thù thắng. Đây có thể nói này là cái pháp môn duy nhất để cứu hàng phàm phu tục tử như chúng con một đời này có thể liễu thoát được sanh tử, một đời này có được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc.
Còn một lần nữa xin chư vị cho một tràng pháo tay để cảm nhận công đức của chư vị. Và kính thưa đại chúng, thực sự Phật Pháp là vô cùng là chính xác. Muốn được thành tựu, bắt buộc chúng ta phải hiểu thấu. Phải hiểu thấu mà còn phải hành đúng nữa. Hành đúng mới có thể sinh ra được thành tựu. Trong cái cơ duyên thủ thắng này, một lần nữa chúng con xin cung kính thay mặt cho đại chúng, cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi tiếp dẫn, tiếp tục hướng dẫn chúng con giảng nói, hướng dẫn cho đại chúng để một đời này chúng con hiểu thấu lời Phật, lời Tổ, lời của Pháp Môn Hồ Niệm, để chúng con hành đúng, để một đời này chúng con cũng như là chư vị hữu duyên có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Câu hỏi của chủ đề buổi hội thảo ngày hôm nay là một số tương quan, một số vấn đề tương quan giữa người bệnh và hộ niệm. Và câu trả lời VK, người có kiến thức thế gian rộng, thường vướng lạn thế trí biện thông, ít tin Phật Pháp, rất khó vãng sanh. Dạ con xin hỏi đại chúng là câu này đúng hay sai ạ? Ai? Dạ con một lần nữa xin cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Diệu Âm từ bi giảng nói cho chúng con hiểu rõ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cảm ơn bác Minh Đạt. Sao trong cái chương trình cô Diệu Âm là hôm nay là cái câu V mà bác Đạt nói cụ V kép thì Diệu Âm cũng nói V kép luôn. Bạch với chư tùng giáo phẩm, người có kiến thức thế gian rộng rãi, thường vướng nạn thế trí biện thông, ít tin Phật Pháp, rất khó vãng sanh. Từng điểm này, mình đưa ra cái vấn nạn này là dựa vào kinh mà nói, chứ không phải là tự chúng ta nêu ra. Thế trí biệt thông là một cái ách nạn của Phật Pháp. Trong ba cái nạn khổ, Phật nói người có thế trí biện thông là một cái ách nạn vô cùng lớn lao, một cái đại nạn cho. Chư vị cứ chú ý coi những người học rộng, biết nhiều về thế gian thường rất ít khi đi tới chùa. Con nói như vậy, cô Huệ Thanh có đồng ý không? Thực sự đấy. Một người khi mà thành đạt về vấn đề kiến thức thế gian, rất khó khi nào mà tới chùa Hải Long để gặp Ngài Quán Giác để mà xin hỏi đạo, không có đâu. Tại sao vậy? Con nói như vậy đúng không bà thầy Quán Giác? Thực sự rất khó, rất khó. Ngay cả cái phương pháp hộ niệm này đơn giản, từng ngày có cái hiện tượng người ra đi bất khả tư nghị, đi mấy chục giờ mà thân tướng càng ngày càng đẹp, có nhiều người ra đi cái môi cứ càng ngày càng hồng lên. Ấy thế mà những người có kiến thức khoa học kỹ thuật lớn của họ tìm cách bài bác đi, tìm cách bài bác để chứng tỏ rằng là họ không tin Pháp Phật, mà không tin Pháp Phật là do cái thiền căn tu được trong nhiều đời kiếp trước không có. Chính vì thế nếu nói về phước báu thì họ có, nhưng mà về thiện căn, tức là cái công đức tu hành, cái vốn tu hành không có. Chính vì không có như vậy, bắt buộc những vị này phải tu nhiều đời nhiều kiếp mới có thể tin được Pháp Phật. Nhưng mà oan uổng thay, bây giờ đã tới thời mạt Pháp của Đức Thế Tôn rồi. Chư vị, khi liền thân xác này đi, đời sau lấy lại thân người không được.
chứng tỏ rằng là chúng ta thường thấy hàng ngàn người chết đi, tìm đâu ra được một người có cái thân tướng đẹp. Đấy, chưa vì thấy em bé 5 tuổi không? Bị nhũng não đấy. Mà được đang hồi niệm đại hạnh, hồi niệm chưa vì thấy coi. Em bé ngồi mà từ những cái môi đó lên, chưa vì hồi giờ có thấy không? Nếu mà những người có kiến thức thì người ta có nói, ồ, cái đấy là thoa son đánh phấn. Nhưng mà xin bảo đảm với chư vị, không bao giờ một ban hộ niệm chân chính mà dùng cái phương pháp này để mà gạt chúng sanh đâu, không có đâu chư vị. Hãy đi hộ niệm cho người ta mới thấy cái bất khả tư nghị. Rõ ràng là một người còn khỏe ngồi bên cạnh người bệnh, nhắc nhở từng điểm từng điểm. Các vị biết tại sao mà còn người nhắc nhở không? Hôm thứ tư vừa rồi có cái chị Diệu gì đó, Diệu Ngân phải không? Nói là có một người khi đi tới đạo tràng bị một người kia làm phiền não rồi buồn việc. Chỉ vậy mà thôi, khi ngồi vào niệm Phật thì cứ nhắm mắt lại là thấy cái người mà làm phiền đó của mình đó có hiện ra trước mặt. Đơn giản vô cùng, một điểm nhỏ nhỏ như vậy thôi mà chính mình đang tu này kiểm soát không được, chế ngự không được những chuyện này. Cảnh giới hảo huyền hiện ra trước mắt. Vì sao vậy? Vì thực sự mình tu mà muốn được tâm thanh định không được. Đó, cả những vọng cảnh cứ ứng hiện mãi trong tâm, chỉ vì mình sẽ nhớ tới, nghĩ tới một chút mà thôi. Chứ vì coi trong lúc tỉnh táo mà mình còn không có thể chế ngự được cái tâm thức của mình, không điều hành được cái tâm thức của mình một cách chính xác, không bắt cái tâm của mình nương theo câu A Di Đà Phật mà cứ nương theo những cảnh giới phiền não gặp được trên đời, gặp được hàng ngày, gặp được hôm qua hôm kia. Thì huống chi khi mà mình nằm xuống, thân thể thì kiệt tận, đầu óc thì mê mệt, bản thân trái chủ thì trung trùng bảo vây, còn nhiều chướng nạn khác. Ấn tổ nó giống như những cơn ác mộng liên tục xảy đến với mình. Làm sao còn có thể tỉnh táo, làm sao còn có sáng suốt để mà định được tâm niệm câu A-di-đà Phật. Chính vì thế mà chư vị mới thấy cái người bên cạnh mình vô cùng quan trọng, tối quan trọng đối với người phàm phu như chúng ta. Cho nên Giáo luôn luôn nói là tắt bờ con nào là đối với người phàm phu chúng ta, chứ giờ ông không dám nói đối với một vị Đại Bồ Tát, đối với một vị Đại Căn Cơ, đối với một người mà ở trên cây phương cực lạc thì hiện chúng đây, giờ ông không bao giờ dám nói. Mà chính rõ ràng mình là một người phàm phu luôn luôn những cảnh giới này ứng hiện bên cạnh mình, thế mới biết là Ngài Ấn Tổ dạy vô cùng hay ho đấy chứ vậy. Dẫu cho tu hành tốt, dẫu cho tu hành công phu tới đâu, luôn luôn đừng để mất cái tâm khiêm cung ngang chứ vậy. Luôn luôn phải giữ chắc cái hạnh gọi là trí thành trí kính nghe chư vị. Một chút này thôi mà chư vị được chư đồng tu bảo vệ cho đến cùng, quý lắm đấy chư vị. Đồng tu bảo vệ đã quý rồi mà còn chư hộ pháp bảo vệ cho mình nữa, cái quý này vô cùng có giá trị mà mình không hay. Chính vì thế mà có lần hôm trước giờ nói cũng là một cái pháp hộ niệm này mà một em bé 5 tuổi nhúng nào được gia đình yểm trợ giúp đỡ cho cháu, được ban hộ niệm hướng dẫn khuyến tấn làm cho cháu vui vẻ niệm Phật mà cháu ra đi đẹp như một vị thiên thần. Trong khi chúng ta đã già rồi, sắp sửa gọi là quê râu rồi mà tu hành cũng nhiều năm nhiều tháng ấy, thế mà tâm vẫn cứ vọng động và vọng động. Chư vị nghĩ coi, nếu mà không nhờ người ở bên cạnh giúp đỡ chúng ta, làm sao chúng ta có thể vượt qua cái nghiệp của chúng ta đã trùng trùng tạo ra trong nhiều kiếp.
Chính vì thế mà người tu thì có, người đắc thì không, là như vậy đấy. Cho nên người có kiến thức thế gian rộng, thường thường họ dùng cái kiến thức đó mà bẻ quẹo đi cái thành quả tuyệt vời của Pháp. Niệm Phật vãng sanh mà không hay. Trong kinh của Phật dạy, một người khi xả bỏ báo thân này mà tâm an tịnh, mà quyết chí niệm Phật vãng sanh, phải không anh ba chị ba? Được Phật quang phóng tới giá trị, thân tướng của nó đẹp vô cùng, gọi là thân ý nhu nhược rõ ràng trước mắt. Như vậy thì một lời của Phật nói đúng thì vãng lời của Phật nói đúng, tại Phật nó không bao giờ sai thực tập, Phật không bao giờ cố ngữ đâu. Nhất định Phật nói như lý như pháp, đúng như vậy. Mong cho tất cả chúng ta phải hiểu rằng là thế giới này vô thường lắm chư vị. Bằng cấp cao thì tốt đối với thế gian, nhưng khi chết đi cái bằng cấp đó nhất định không mua được một cảnh giới tốt hơn trong tương lai. Nhất định không có. Dẫu cho bây giờ phước báo chúng ta lớn tới đâu, 1 triệu đô la thủ trong tay, thì 1 triệu đô la có quyền mua một chiếc hòm thật đẹp để gói cái túi thịt của mình và làm gì đó cho thế gian, chứ còn cái linh hồn của mình bị đại nạn mà không hay. Đau khổ thay, đời này mấy chục năm nóng lạnh qua nhanh quá, mà vượt qua đời này rồi hàng vạn kiếp nhé chư vị chịu trầm luôn. Vậy thì chư vị có quý con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc không? Có thấy rõ ràng là giải thoát cảnh sâu đường luân hồi nó quý vô cùng vô tận, không có gì có thể đổi được không? Đúng không? Dạ nói như vậy đúng không? Chứ vậy nhất định nhé. Học hành tốt thì càng tốt, làm người tốt của xã hội quý vô cùng. Nhưng cái quý này nếu không biết đường giải thoát thì nó cũng gói ghém lại trong cuộc đời này thôi. Sau cùng cũng đành chắp tay lại, đưa tay lên cho nghiệp chướng trói đi, cho oán gia trái chủ còng chân còng tay kéo chúng ta vào những ngã đau khổ vô biên. Mong cho vị hiểu được như vậy mới thấy giá trị của người niệm Phật vãng sanh. Và Giom cũng nhắc nhở người phàm phu chúng ta rất cần, rất cần, rất cần những người tỉnh táo biết pháp hộ niệm bên cạnh. Họ gửi cho mình, họ nhắc nhở cho mình từng điểm, từng điểm, từng phút, từng giây. Chính nhờ họ nhắc nhở mà mình trở về với câu A-di-đà Phật, mình thực hiện được cái đại chánh định của pháp niệm Phật mà mình đi về Tây Phương thành đạo. Cầu mong tất cả chư vị ai ai cũng vãng sanh một đời này thành Phật. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn. Con vô cùng là hoan hỉ, thành kính biết ơn lão cư sĩ Dầu Âm. Nhờ những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Dầu Âm mà chúng con ngộ ra được lời Phật, lời Tổ dạy. Và những cái lời chỉ bày trong pháp hộ niệm này rất là cụ thể, chính xác, để cho chúng con một đời này thực hành được như lý như pháp mới có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giờ chuyển sang phần thứ hai là phần hội thảo. Trước khi chuyển sang câu hỏi về phần hội thảo, chúng con xin chuyển đến máy của Thiện Huệ Ban Hồ Liệm Tùy Duyên Gia Lai chuẩn bị. Và trước khi chuyển đến câu hỏi thì chúng con có một tin vui vãng sanh mà trong ban tổ chức hôm nay chúng con nhận được, cũng xin để mà hâm nóng cho cái chương trình hội thảo ngày hôm nay. Xin chư vị chúng ta cùng nghe. Xin ban tổ chức chuyển đến ca vãng sanh đầu tiên ở buổi ngày hôm nay là gia đình Hương Linh Lê Thị Đức. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào chư vị liên hữu đồng tu trên đường Zoom thế giới hộ niệm.
Hôm nay gia đình chúng con vô cùng hoan hỷ xin báo tin vui. Mẹ con là Lê Thị Đức, pháp danh Hiệu Thiện, 93 tuổi. Mẹ con là một người hiền lành, thật thà, khiêm tốn, thông minh, nhanh nhẹn, luôn giúp đỡ mọi người, luôn chịu thiệt thòi về mình. Khi còn trẻ khỏe, mẹ con là người luôn đi đầu trong các phong trào của thôn xã. Cuối đời mẹ đã buông xả được hết. Mẹ con có 6 người con, 3 người con trai, 3 người con gái, 2 con gái và 1 con rể trong ban hộ niệm. Con trai cụ một người đã chết, 2 người không tin pháp hộ niệm. Một người con gái không đi hộ niệm nhưng cũng đến ủng hộ. Nhờ Phật lực gia trì nên những ngày cuối của mẹ con mà em trai người ở với mẹ con đã đồng ý cho chúng con trợ niệm, niệm Phật cho mẹ. Anh trai trưởng ở xa không hiểu về pháp hộ niệm nhưng cũng không chống đối. Gia đình chúng con thật sự may mắn, chúng con đã được lão cư sĩ Diệu Âm hướng dẫn chỉ điểm cho chúng con phương pháp niệm Phật hộ niệm vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con cũng đã vào đường Zoom thế giới hộ niệm và đã được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị một lần năm 2018. Mẹ con rất tin tưởng có Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà và mẹ đã phát nguyện vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mẹ con tuổi cao sức yếu, sau 4 ngày trợ niệm liên tục của các con, mẹ con đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 22 tháng 10 năm Nhâm Dần. Sau 10 năm giờ trợ niệm liên tục, mẹ con đã để lại thoại tướng vô cùng viên mãn, mặt tươi sáng, mắt miệng cười tươi, toàn thân lạnh hết, chân tay mềm mại, tóc mẹ con bạc trắng như cước, chuyển sang màu đen ở vùng sau gáy. Chúng con cùng ban hộ niệm trợ niệm cho mẹ con thêm 6 giờ nữa. Nhờ có pháp hộ niệm nên gia đình chúng con có được niềm vui to lớn như ngày hôm nay. Gia đình chúng con xin thành kính tri ân chư tôn đức tăng ni. Chúng con chắp tay cúi đầu tri ân lão cư sĩ Diệu Âm đã dày công nghiên cứu xiển dương pháp niệm Phật hộ niệm hơn 20 năm qua, người đã giúp đỡ cho gia đình chúng con có được niềm vui như ngày hôm nay. Tri ân ban tổ chức đường Zoom đã mở ra một lớp học vô cùng lợi lạc cho chúng sanh, đã giúp cho rất nhiều chúng sanh được thoát khổ, được vui. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Đích thực là pháp hộ niệm đi đến đâu thì người ở đấy được vãng sanh. Không biết là các cha các má có đồng ý là như vậy không ạ? Cho nên là không có pháp hộ niệm thì không biết là hàng phàm phu Phật tử tự như chúng ta thì đời này làm cách nào để thoát được sanh tử luân hồi đây. Kính xin các cha các má hãy trân quý lấy cái pháp hộ niệm này, trân quý lấy đường Zoom này, trân quý lấy những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Diệu Âm để một đời này chúng ta có cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Dạ, ban tổ chức chúng con xin chuyển đến câu hỏi đầu tiên cho máy Thiện Huệ, ban hộ niệm Tùy Duyên Gia Lai, và xin máy của bác Quảng Thiện chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con nói các dạ được rồi ạ. Dạ nghe được rồi bác ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch chư tôn Thiện Đức Tăng Ni. Con kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ con là Hà Văn Phước, pháp danh Thiện Huệ, quê gốc con là Quảng Ngãi. Con làm ăn lập nghiệp ở Gia Lai. Và con một năm trước, dài này một năm trước, con đã gặp một vị trưởng tràng ở Gia Lai và con phát tâm đi hộ niệm và được gặp chú là trưởng ban hộ niệm Gia Lai. Thì con cũng phát tâm đi hộ niệm một năm nay, nhưng mà hồi tối con tu con cũng chưa ăn chay, nhưng mà hồi tối con đã nghe trên đường Zoom cộng tu cùng với đạo tràng Phúc Trí có một vị khuyên là tất cả chị ăn chay, mà con đã nghe là vị đó là tín tâm quyết định từ nay đã phát tâm ăn chay. Xin lão cư sĩ là khai thị dùm cho con để có con có tín tâm mạnh hơn để mà bỏ ăn mặn, để quyết tâm ăn chay và đi hồi niệm cho tốt ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Thiện huệ hồi giờ không ăn chay, bây giờ phát tâm ăn chay thì vỗ tay đây. Vỗ tay rồi thì phải ăn chay nhé. Đâu phải vỗ tay rồi mà tối nay lén ăn mặn là không được, chịu không Thiện huệ? Giơ tay luôn, nắm cú lại đi. Hứa cho chắc đi, nhớ chị chưa? Đi làm Bồ Tát thì gặp chúng sinh ai cũng là Bồ Tát. Hễ gặp người nào cũng thấy là Bồ Tát thì mình sẽ làm Bồ Tát, đúng không? Muốn làm Bồ Tát mà thấy chúng sanh thì thèm thịt của chúng sanh thì vô tình mình đi có một nửa, còn nửa mình muốn làm phàm phu. Hỏi mình làm sao cơ thể phân thân ra một nửa làm phàm phu mà nó làm Bồ Tát được, đúng không Thiện huệ? Vậy thì đầu tiên phải không Thanh Liên? Đầu tiên là nếu quyết tâm làm Bồ Tát thì cái tâm mình phải từ bi thương chúng sanh. Từ một vị Bồ Tát về cõi Tây Phương, một đời chúng ta thành Phật, sau đó chúng ta thấy ai cũng là Phật cả, vô tình chúng ta đem cái tâm Phật của mình mà đi rồi kêu tất cả những cái tâm Phật của chúng ta ứng hiện lên bằng cách niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng chư vị thấy không? Tất cả đều do tự mình làm trước rồi mới có thể cứu độ chúng ta, đúng không Thiện huệ? Và cũng nên nhớ cho nhé, lý thuyết là như vậy, chứ không có nghĩa là mình ăn chay là mình làm Bồ Tát, đúng không? Mình lập cái hạnh Bồ Tát nhưng thực tế mình vẫn là phàm phu. Thiện huệ nên nhớ câu này, là chỉ khi nào mình về được Tây Phương Cực Lạc, tức là mình trở về với tự tánh của mình rồi, thì lúc đó Thiện huệ gọi là phần chứng tức Phật, tức là Bồ Tát kia là Bồ Tát địa thượng trở lên, không chứ không phải đơn giản. Nếu chưa bị hiểu được mình sâu xa lắm. Như vậy thì ăn chay là điều tốt để thực hiện cái tâm Bồ Tát, mà còn thực sự đã đi làm Bồ Tát nữa thì mới đi Bồ Tát. Chứ còn nếu ăn chay mà nói như vậy tôi làm Bồ Tát rồi thì coi chừng mình nghĩ con thỏ nó cũng ăn chay suốt đời đấy chứ, đúng không? Nó có thành Bồ Tát đâu, đúng không? Con bò nó cũng ăn chay suốt đời đấy chứ. Như vậy thì ăn chay là tu phước. Đố Thiện huệ nha, phước gì đây? Phước vô úy. Ăn chay là cái tâm vô úy thương chúng sanh. Không nỡ nào mà mình gấp miếng thịt của chúng ta mình ăn, tại vì nhiều khi mình kẹt cái ngón tay trong cái cửa một chút xíu thôi mà móng tay của mình vẫn còn mà đâu mất đâu, mình đâu thấu trời. Huống chi là người ta cắt từng miếng thịt của chúng sanh ra, mình nỡ nào mà dùng cái đau đớn chúng sanh mà nuôi tới cái thân mạng của mình. Nhất định không thể nào biến thân mạng của mình thành một cái nghĩa địa được, đúng không? Là một nấm mồ chôn xác chúng sanh được, tội nghiệp cho chúng. Cứ nghĩ như vậy thì tự nhiên Thiện huệ sẽ thấy rằng là đúng rồi, từ khi ta biết ăn chay, ta đã sực không biết bao nhiêu mạng của chúng sanh. Như vậy hỏi Thiện huệ làm sao có thể trả được cái nợ sinh mạng của chúng sanh đây? Thiện huệ có biết làm sao không? Một là tiếp tục đi theo ban hộ niệm, hộ niệm cho người ta vãng sanh, lấy cái công đức đó mình gửi về Tây Phương, và chính mình cũng làm sao sau cùng có ban hộ niệm tự hộ niệm cho mình để mình vượt qua tất cả những cái tệ hại của mình gây tạo cho chúng sanh để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mình thành đạo. Nhớ nhé, niệm Phật cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thực hiện cho được ở thời điểm xả bỏ báo thân thì Thiện huệ sẽ đi làm Bồ Tát, làm Phật thực sự. Còn bây giờ đây tu là chẳng qua thực tập mà thôi. Nên nhớ cho kỹ, thực tập để mình thực hiện cho được cái phương pháp này tại giờ phút liệt thân xác này, đi lượm một thân xác khác. Nếu lúc đó mình còn thương cái thân này, vô tình mình liễn cái thân này, mình chạy xuống dưới nam mô để chờ lượm một cái thân xác khác, không phải là thân Bồ Tát. Nên nhớ cho kỹ. Vậy thì nhất định phải quyết lòng khiêm cung nha, từ ái nha, nhận mình là phàm phu nha, để đi hộ niệm cho người ta. Nếu hộ niệm mà có người vãng sanh cũng đừng nhấn là cái công của mình nhé, do cái lòng thành của mình.
mà được hộ pháp gia trì, họ mới được phan sanh. Nếu thì họ vội vã nhận là cái công lao của mình vướng một chút xíu này thôi, coi chừng họ nản. Vậy thì người phàm phu của chúng ta trước sau sau trước vẫn là tín thành kính mà niệm Phật rồi nương nhờ đại chúng để chúng ta vững vàng đi vận tranh, chứ không thể nào mình tự lực đi được đâu nha. Nhớ cho kỹ chưa, cứ khiêm cùng đi, tự nhiên sẽ được vãng sanh như mọi người vậy. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin thành tâm trên công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Và câu hỏi tiếp theo chúng con xin mời máy Bắc Quảng Thiện và xin máy của thầy Thích Hạnh Phú chuẩn bị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, thật là may mắn khi được nghe tọa đàm hộ niệm là một pháp tu của ngài. Thật đúng như người chết khát nay được nước uống. Thưa lão cư sĩ Diệu Âm, trong tọa đàm có câu: một niệm ác không sinh, một niệm thế gian không sanh. Con chưa được rõ ý của câu này, kính xin lão cư sĩ Diệu Âm từ bi giảng giải cho chúng con được hiểu rõ. Con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Câu này thỉnh thoảng Diệu Âm có nói, nhưng mà nói trường hợp nào? Nếu mà nói chung chung ra thì đây là cái căn cơ của người cao lắm, chứ không phải căn cơ của mình đâu các bác ơi. Nhưng mà nếu nói trong dịp mà mình buông xả thân xác ra đi, chỉ vì cái niệm chúng sanh của mình nhiều quá, cái chấp vào thế giới này mình nhiều quá, cái vọng niệm của mình nhiều quá, chính vì thế mà không phải là một niệm không sanh mà từ vạn niệm đã sanh rồi đó chứ vậy. Cho nên nếu mà cái cuộc tọa đàm đó, cái phao tọa đàm đó giờ nói ngay trong lúc lâm chung thì có nghĩa là chính mình muốn một niệm không sanh, nhưng mà thực ra mình đã bị vạn niệm đã sanh rồi mà tiếp tục sanh trong lúc mà mình buông xả báo thân nữa. Chính vì thế mà đối với một người phàm phu của mình muốn tự lực để mà chứng đắc nhất tâm bất loạn đó đi, khó vô cùng. Khó giống như Phật nói là hoa đốn giữa hư không vậy, tìm hoa đốn giữa hư không vậy. Nếu là một vị Bồ Tát người ta đã minh tâm kiến tánh rồi thì một niệm A-di-đà Phật là một niệm A-di-đà Phật, không sanh một niệm nào khác. Còn mình muốn không sanh mà nó có vẫn sanh. Nếu mà chú ý lên đường Zoom này sẽ có những câu hỏi hay vô cùng. Tại sao tôi không muốn nghỉ mà cứ nó nghỉ mãi? Tôi muốn nằm cho được an tâm mà nằm cứ luôn luôn có những ác mộng này ác mộng khác. Tại sao tôi không nghĩ mà nó nghĩ ra? Thực ra trong cái kho tàng gọi là A Lại Gia Tức của chúng ta nó chứa hàng triệu vô lượng những chủng tử mà chúng ta đã huân tập từ nhiều đời nhiều kiếp, tự động nó xuất hiện ra, gọi là xuất hiện trong vô thức, mình không kiềm chế được. Chính vì thế nếu một người mà trước khi xả bỏ báo thân mà chỉ có một niệm A Di Đà Phật, không có một niệm nào khác ứng nghĩa ra, người đó nhất định vãng sanh bất khả tư nghị, không còn gì ai hộ niệm nữa. Nhưng mà khổ nói là phàm phu thì làm sao đấy chứ vậy? Một cơn đau hoàng hoài ứng lên, ta không nghĩ ta cũng phải nghĩ. Ta nghĩ đến nỗi mà tại sao ta tu nhiều như vậy mà ta vẫn bị nạn như vậy. Rồi một cánh hảo huyền nào đó hù dỗ mình, làm mình sợ tóc đến bắt đầu. Tại sao ta không có bình tĩnh để mà niệm Phật? Ta muốn bình tĩnh mà bình tĩnh không được. Như vậy không những một niệm không sanh mà cái vạn niệm vẫn tiếp tục sanh. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, muốn đạt được cái giới mà một niệm không sanh là phải dành cho hàng thượng căn thượng cơ các ngài mới làm được. Còn chúng ta sơ ý chỉ đọc trên lý thuyết tưởng rằng mình làm cũng được như vậy, nhưng sau cùng chúng ta đành phải âm thầm ngậm đắng nuốt cay. Bao nhiêu hy vọng là mình giữ được chánh niệm trong lúc ra đi hoàn toàn tan biến mà ta bị hoang mang, do dự, sợ hãi, kinh hoàng đến nỗi sợ mà thân xác cứng đơ, cứng như que củi.
Còn nếu mà một người như vậy mà được ban hộ niệm đứng bên cạnh vỗ vành, vỗ về, năn nỉ, hướng dẫn, nhắc nhở, từ những người nhắc nhở giúp cho mình trở về với chánh niệm. Mình trở về không phải là cái năng lực của mình mà nhờ những người bên cạnh hỗ trợ cho mình. Rõ ràng một em bé 5 tuổi mà cũng có thể an tịnh nhờ ban hộ niệm, chứ vị thấy không? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, nếu nói về hàng phàm phu thì rõ ràng là một niệm không sanh có thể được, có thể vạn sanh. Còn chúng ta thì sao? Hàng vạn niệm tiếp tục sanh làm cho chúng ta điên cuồng, rối loạn. Chính vì thế mà Ngài Ngẫu mới nói, nếu một người nào niệm Phật quyết chí tha thiết vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, dẫu cho loạn tâm, tán tâm cũng được vãng sanh. Tại sao tán tâm, loạn tâm mà được vãng sanh vậy? Là nhờ người hộ niệm giúp cho họ vượt qua những cảnh hoảng sợ đó, trở về với thực tại. Họ niệm được câu A Di Đà Phật và thành tâm muốn vãng sanh, ứng hợp với đại nguyện. Người nào trước khi xả bỏ bao thân niệm được 10 câu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc mà không được vãng sanh, Phật thề không thành Phật. Chứ Phật đâu có nói là lúc đó mình an tịnh vững vàng, nhất tâm bất loạn 10 niệm mới được vãng sanh đâu, chứ vị thấy không? Đây là cái giá chót, và đây là cái phao vô cùng giá trị, và là cái đài cứu tinh cho hàng phàm phu chúng ta thực hiện để đi vãng sanh vậy. Chứ vị có thấy mừng không? Nhớ chưa? A Di Đà Phật. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận công đức của Đức Phật. Cảm ơn bác Quảng Thiện đã có câu hỏi. Nhờ câu hỏi của bác Quảng Thiện mà hôm nay được nghe lão cư sĩ Dụ Âm giảng cho chúng con hiểu thấu được tại sao hàng phàm phu chúng con phải cần có hộ niệm. Chứ từ trước đến giờ chúng con cứ tưởng là chúng con niệm Phật là cũng sẽ đạt được là một niệm không sanh. Hôm nay mới biết rõ ràng hàng phàm phu không cách có cách nào mà chúng ta đạt được công phu này. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, chúng con xin chuyển đến máy của thầy Thích Cảnh Phú. Và sau xin mời gia đình của cụ Diệu Tích chuẩn bị đọc lời tri ân ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Thành phố có câu hỏi, có gì một vị đồng tu đang có mặt ở dân ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, có lần con tham gia đường dâm thế giới hồ niệm, con nghe lão cư sĩ Dư Âm nhắc đến câu nói, một người mà có phước đức, có tài năng mà lớn nhiều thì dễ bị chư quỷ quỷ thần đố kỵ ganh tị. Không biết con nhớ có lầm không? Nếu có sai xin lão cư sĩ Âm con nghĩ chỉ dạy cho con và giải thích cho con hiểu về câu này ạ. Là một người thầy nói lại là một người có phước đức mà là cái gì lớn nữa, năng và phước đức gì đó. Nói chung là có lần lão cư sĩ có nhắc trên Zoom á, một người như là tài năng, là phước tài năng rồi phước đức thì dễ bị chúng quỷ thần ganh tị hay là gì đó. À Di Đà Phật. Thường thường thì ông nói là đồng tài tương tranh. Chư cổ đức hay nói câu này lắm. Những người có cái phước đức, có phước báu lớn là do người ta tu phước trong nhiều đời nhiều kiếp. Và chính cái phước của họ làm cho họ rất khó giữ được cái tâm gọi là khiêm cung. Mà không giữ tâm khiêm cung thì thường thường là thượng mặt nổi lên, khoe tài mình ra. Chư vị ơi, khi khoe tài mình ra thường thường phạm tới cái chỗ sở trường của các vị, gọi là các vị quỷ thần. Chư vị nghĩ coi, một người tài, người ta cứ thường tìm người tài mà ta đánh, đúng không chư vị? Một người tài giỏi, một vị đại lực sĩ không bao giờ mà tìm cái đứa bé chút xíu mà đánh đâu chưa vậy. Không bao giờ tìm một cái bà già yếu đuối mà đánh lộn đâu, không có đâu. Mà người ta tìm những cái người mà dũng cảm này, gió ngửi phi thường này, à ông này là ngon lành này, tớ thử liền.
Thường thường nó như vậy. Cho nên khi mà chúng ta tu hành cần phải tu con đường liễu giáo. Đừng sơ ý đi theo con đường bất liễu giáo. Ví dụ như có nhiều người đi tu hành, tôi tới chùa tôi làm công quả, tôi làm chút thiện là đủ rồi. Chính vì cái đủ rồi mà nó cắt trọn vẹn mất con đường giải thoát của người đó. Chính vì thế mà Ngài Tịnh Am luôn luôn la rầy là tu phải tìm con đường giải thoát, chứ không phải tu là làm phước làm thiện. Ngài la như vậy là la những người làm phước làm thiện mà không chịu đi con đường giải thoát, chứ không phải là làm phước làm thiện mà Ngài la. Chứ vì nhớ nhé, cũng giống như chính Phật đã nói, không chịu lo con đường giải thoát, không chịu tìm con đường vãng sanh mà cứ lo làm phước làm thiện, thì Phật nói đấy là cái nghiệp của ma chứ đâu phải là nghiệp của Phật giải thoát đâu. Đúng không chứ vậy? Tại vì làm phước làm thiện thì thế gian ai nói cũng hay, nhưng mà mình trương cái biểu ngữ này lên dụ dỗ những người tìm con đường giải thoát chi xa, hãy về để làm phước trước hơn. Vô tình làm phước mà không đi con đường giải thoát thì khi có phước rồi thì Phật nói bị nạn tam thế gì? Thế oán. Cho nên chư vị thấy không? Nếu mà mình ngộ ra con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rồi, nhất định phải quyết chí dồn hết cái năng lực của mình để đi con đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Làm thiện làm lành cái làm không chứ vậy, cố gắng làm, nhưng mà làm để hỗ trợ cho con đường vãng sanh thì chư vị đi đúng được. Còn nếu bỏ con đường vãng sanh để hỗ trợ cho con đường làm phước thì Phật nói là nghiệp của ma. Chính vì thế mà chư vị thấy ma vương có nhiều cái chiêu vô cùng tuyệt vời. Phật đang hướng dẫn chúng ta về Tây Phương Cực Lạc, ma vương có thể dùng một chiêu thức tuyệt vời hơn, ăn khách hơn, là làm thiện làm lành cho tốt đi, được xưng dân nhân bá, người ta mê vào đó quên mất con đường kia, chỉ cần quên mất con đường vãng sanh ở lại trong cõi ta bà này thì trước sau gì mà không bị ma vương kiềm chế. Chứ vì sao oan thân trai chủ còn lo gì mà nôn nóng báo hại chúng ta, để từ từ trước sau người ta đưa sâu hơn trong chốn khổ nạn. Cho nên tất cả những cái này chư vị phải chú ý, nhất định nay ta gặp phương pháp đi về Tây Phương, quyết chỉ một đời này vãng sanh thành đạo, chịu không chư vị? A Di Đà Phật. Giờ chúng con vô cùng là biết ơn những lời hướng dẫn của lão cư sĩ Dầu Âm. Cảm ơn thầy Hạnh Phú đã có câu hỏi này. Nhờ câu hỏi của thầy mà chúng con hiểu ra cái con đường tu tập của chúng con. Chúng con mắc rất nhiều sơ suất từ trước tới nay mà không biết. Chính là đây là một trong những cái sơ suất phổ thông nhất của chúng con. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng con xin kính chuyển đến gia đình của Diệu Tích, xin đọc lời tri ân. Và xin máy của bác Lê Cường từ Zoom 336 chuẩn bị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Bác lại tắt rồi, lại tắt rồi. Bác lại bật, vừa bật xong. Được rồi ạ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Con kính bạch chư tôn thiền đức Tăng Ni chứng minh. Con kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm cùng tất cả các cô bác đang tham gia trên đường Zoom thế giới hộ niệm. Con là Hương pháp danh Diệu Tích, đã hai lần thay mặt gia đình con thỉnh cầu tới lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho bà ngoại của con là Hương Linh cụ Phạm Thị Lan pháp danh Diệu Thơm, và may mắn được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị ạ. Lời đầu tiên, cho phép gia đình chúng con được thông qua chương trình để con được bày tỏ lời cảm ơn tha thiết và tri ân sâu sắc đến Đức Phật A Di Đà. Tiếp đến là các quý thầy cùng lão cư sĩ Diệu Âm cùng với ban tổ chức đường Zoom thế giới hộ niệm. Nhờ cư sĩ Diệu Âm đã dành những lời khai thị vàng ngọc vừa dịu dàng vừa đanh thép
vừa cấp thiết đốc thúc khuyến tấn cho Hương Ninh bà của con, mà bà của con là cụ Phạm Thị Lan pháp danh Diệu Thơm đã vượt qua sự đau đớn tột cùng, bỏ qua mọi cảnh giới xung quanh mà nhất tâm niệm Phật cầu sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thứ sáu tuần trước, sau khi được lão cư sĩ Diệu Âm khai thị cho Hương Ninh bà con, cùng với sự tận tâm không phút nào rời của cô chú trong nhóm hộ niệm Yên Lạc Vĩnh Phúc, bên cạnh hộ niệm khuyến tấn khai thị từng giờ từng phút cho Hương Ninh bà ngoại của con, thì sau 14 giờ đồng hồ niệm Phật không gián đoạn, sau khi kiểm tra thoại tướng, bà ngoại của con là cụ Phạm Thị Lan đã để lại thoại tướng bất khả tư nghị, vô cùng tốt đẹp, toàn thân lạnh hết, thân tướng mềm mại tươi hồng, hơi ấm thoát ra từ trên đỉnh đầu, mái tóc của bà con bóng mượt, toàn thân dường như đẹp hơn khi còn sống, gương mặt rất an lành, khiến tất cả mọi người trong gia đình chúng con vô cùng bất ngờ và hoan hỉ, làm niềm tin cho tất cả mọi người trong gia đình con cùng tứ chúng đồng tu các cô bác tham gia hộ niệm. Con xin được gửi lời cảm ơn, biết ơn tận đáy lòng tới nhóm hộ niệm Yên Lạc Vĩnh Phúc, tới cô hàng trưởng nhóm đạo tràng. Hộ niệm đã dành cho gia đình con sự ưu ái, tận tâm và tình thương quá lớn, khi đã không kể khoảng cách địa lý, không kể giờ giấc, bất kể ngày đêm, cô hàng cùng với các cô bác thành viên trong đạo tràng hộ niệm luôn túc trực bên cạnh giúp đỡ, khuyến tấn, bảo vệ chánh niệm cho bà của con suốt nhiều ngày nhiều đêm trước đó, để khi bà con chút hơi thở ra đi, bà con đã an lành xả bỏ báo thân trong tiếng niệm Phật, nhịp nhàng theo từng hơi thở của ban hộ niệm. Pháp môn niệm Phật hộ niệm thật vi diệu, nhiệm màu bất khả tư nghị, không gì sánh được. Nếu không nhờ có pháp môn niệm Phật hộ niệm thì chắc chắn Hương Ninh bà con đã rơi vào nạn tam đồ ác đạo rồi. Con nguyện mong pháp môn niệm Phật hộ niệm được diễn dương rộng khắp tới khắp muôn nơi, làm lợi lạc cho tất cả mọi người. Nam Mô A Di Đà Phật. Xin đại chúng hơi cho một tràng có tay thật lớn để chúc mừng cho cụ và chúc mừng cho gia đình cảm niệm công đức của ban hộ niệm. Thực sự là pháp hộ niệm bất khả tư nghỉ. Nếu mà chư vị nhìn thấy cụ trong lần mà chuẩn bị lâm chung thì khó khăn đến cỡ nào, trần trọc, bệnh khổ hành hạ, không có cách nào niệm được câu Phật hiệu. Nhờ có ban hộ niệm, nhờ được khai thị mà cụ đã tỉnh ra và đã niệm Phật, sau cùng đã được vãng sanh. Đúng là pháp hộ niệm bất khả tư nghỉ. Dạ, chúng con xin chuyển đến máy của bác Lê Cường từ Zoom 336 và xin máy của bác Định Nghi chuẩn bị ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con xin lão cư sĩ Diệu Âm cho con hỏi một câu. Mong lão cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con được rõ ạ. Bài thơ đây là một bài thơ ạ, thì con xin được đọc ạ. Tiện tiệu kim triều thành Phật khứ, lạc quan hóa chủ dĩ hiền trì, lã kham cánh dục chi hồ giả, quả thụ luân hồi một điểu thời. Dạy bài thơ như sau, con xin là tiếp ạ. Mong được đọc bài thơ. Đây là cái bài khai thị của Trung Phong Pháp Sư trong tam thời hệ niệm. Tiện tự kim triều thành Phật khứ là nhờ cái phương tiện niệm Phật cầu sanh này mà hôm nay ta đi về với A-di-đà Phật, đi làm Phật. Tiện tự kim trì là ta giữ cái phương tiện này mà ta đi làm Phật, thành Phật khứ, ta đi thành Phật. Lạc bang giáo chủ dĩ hiềm trì. Lạc bang giáo chủ chính là Đức A-di-đà Phật, giáo chủ của cõi Tây Phương Cực Lạc.
dĩ hiềm trì là ta đi về Tây Phương Cực Lạc trong một đời này mà Ngài A-di-đà còn nói tại sao con về trễ vậy con, dĩ hiềm trì là còn trong trì neo chi mà tóc bây giờ mới đi về Tây Phương vậy con, trong khi ta thành Phật là 10 kiếp rồi, tại sao mấy kiếp trước con không đi để trần trục trong cõi ta và khổ nạn bây giờ mới lên. Nã khang cánh dục chi hồ giá, vậy mà có nhiều người còn ham mê luận bàn lý thuyết này lý thuyết nọ, triết học này triết học nọ, đủ thứ bàn luận đủ điều, làm chi vậy? Nã khang cánh dục chi hồ giả là Ngài trách cho những người thấy vậy mà không chịu niệm Phật trở về Tây Phương này, ở đây nghiên cứu đủ điều làm gì? Quán thủ luân hồi một liễu thời. Quán thủ là giữ gìn nắm chặt, luân hồi là sáu đường, một liễu thời là một đời này luôn qua rồi, như là giữ chặt cái luân hồi này để chịu nặng, trong khi đời này đúng ra đã về Tây Phương lại mất rồi. Chính vì thế mà chư vị phải nhớ lời này thấm thía vô cùng. Hôm nay ta đi làm Phật, A-di-đà Phật đã che muộn màng, ham chi nghiên cứu luận bàn, đời đời kiếp kiếp lang thang sau đường vậy. Hiểu không chư vị? A-di-đà Phật. Dạ A-di-đà Phật. Chúng con quyết là một lòng để một đời này niệm Phật đi về Tây Phương. Không biết các cha các má có đồng ý là như vậy không ạ? Chúng con xin dành kính cảm niệm và tri ân công đức của lão cư sĩ Dầu Âm đã giảng giải để cho chúng con càng tăng trưởng niềm tin. Xin chuyển đến máy của bác Định Nghi và xin Diệu Thành chuẩn bị. Dạ A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào lão cư sĩ Diệu Âm. Con đọc được một lời giảng pháp rằng phải biết rằng càng bận lòng vì những chuyện tình cảm xã giao này thì càng lỡ làng việc vãng sanh của chính mình, khiến cho một người tu học xem như luống qua, thật là đáng tiếc biết bao. Cho nên chúng ta cần phải bỏ sạch những chuyện tình cảm xã giao này đi. Rất có thể sau khi ta làm vậy sẽ mất lòng rất nhiều người. Điều này không sao cả. Sau khi ta đã vãng sanh thành Phật rồi thì sẽ quay lại để độ cho họ. Nếu chúng ta chẳng muốn mất lòng người khác, đối với vài người vẫn còn ca nể thì khó tránh khỏi việc đọa vào tam đồ. Kính xin lão cư sĩ từ bi giảng giải cụ thể ý nghĩa câu nói này giúp con với ạ. Đối với người còn trẻ, còn vướng nhiều gia sự thì nên làm thế nào để hài hòa giữa việc xã giao và niệm Phật cầu vãng sanh à? Con thành kính tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cắt đứt cái xã giao, cắt đứt liên hệ, cắt đứt tình cảm ngay trong giờ phút mình xả bỏ báo thân. Chứ ai bắt chư vị sống cắt đứt hết tình cảm anh em cha con bạn bè đâu mà nói những lời nặng nề vậy. Hiểu không chư vị? Cái lúc mà mình buông xác thân ra đi mà nhớ đến một đứa con, chỉ cần nhớ một đứa con thôi cũng đủ mất đi cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật định phóng quang tới tiếp độ mình vãng sanh, mình nhớ cái đứa con mình, tha thiết nhìn đứa con một chút, chứng tỏ rằng cái tâm của mình đang hướng về đứa con, tâm của mình đang hướng về những người trong làng trong xóm, tâm của mình đang nhớ tới tiền bạc gì đó, chứ mình đâu có muốn đi về Tây Phương Cực Lạc đâu. Mà cái giờ phút này là giờ phút đã xả bỏ thân, bỏ thân rồi mà mình còn thích cái chuyện đó, tức là cái tâm nguyện của mình đã vùi vào cái đó, thì mình đành phải mất vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Muốn được vậy thì bây giờ đây mình cũng có tình cảm, mình cũng có anh em, mình cũng thứ con chứ. Nhưng mà khuyên chúng niệm Phật đi, khuyên người hàng xóm mình niệm Phật đi,
khuyên được thì tốt, không được thì mình cứ lo mà lo để vật mình đi, chứ đừng khuyên người ta không đi mình buồn. Mình buồn là có cái buồn đó nó gói mình lại, nó kéo mình lại, hiểu không chứ vị? Chứ có bao giờ Phật Pháp lại bắt mình phải ly thế gian Pháp ra đâu. Mình đâu có phải là bỏ nhà bỏ cửa lên trên núi mà tu một mình để chứng đắc đâu. Khả năng của mình làm không được như vậy. Mình tu trong lòng đại chúng, mình còn kết hợp với nhau để mà tu nữa mà. Như vậy thì trong tâm của mình phải biết bỏ đi, phải biết cái gì là nhẹ, cái gì là nặng. Vãng sanh về Tây Phương là quan trọng nhất. Còn những chuyện tình cảm ơn nghĩa giải về, nó là cái chuyện đời. Nó mình xả giao, đừng để cái chuyện xả giao này nó lấn áp mất cái quyền vãng sanh của mình nhé chứ vị. Là ý nghĩa như vậy. Chứ ai bắt chứ vị là bắt đầu mình tu rồi thì không còn đóng cửa, không còn cho ai gặp, không còn cách bạn bè, không còn cái điện thoại telephone đâu. Mình là phàm phu cứ sống bình thường, nhưng nên nhớ phải tập, gọi là tập đảm bạc những cái chuyện coi là chuyện thế gian đây, để chúng ta sau cùng dễ dàng một lòng một dạ niệm Phật vãng sanh. Chứ đừng thấy đứa cháu mình còn nhỏ quá mình đi thì ai nuôi nó, vô tình chỉ một chút như vậy mất vãng sanh, mất vãng sanh rồi mình có nuôi được đứa cháu không chứ vậy, hiểu không? Ý nghĩa là như vậy đây. A Di Đà Phật. Và chúng con xin thành tâm cảm niệm công đức của lão cư sĩ Dầu Âm. Dạ, xin mời Diệu Thành đọc và sau là chúng con sẽ đọc tin vui vãng sanh. Và xin máy của bác Phúc Hải ở đạo tràng Thủy Duyên, Quảng Ninh từ Zoom 336 chuẩn bị. Dạ, Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin lão cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con. Người niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì có phải đi làm việc để lo cho cuộc sống của mình không ạ? Cha mẹ, con cái, người thân của mình bị bệnh thì mình có phải chăm sóc chu đáo không ạ? Vì chăm sóc chu đáo thì chúng con sợ bị gọi là luyến ái. Chúng con xin lão cư sĩ hướng dẫn để chúng con tu hành và buông xả cho đúng ạ. Chúng con xin thành tâm tri ân lão cư sĩ. Nam Mô A Di Đà Phật ạ. Câu này giống như gọi với trên. Chư vị không làm thì chư vị ăn bám xã hội. Ăn bám rồi chứ vì mất cái tâm bố thí giúp người. Đáng lẽ chứ vì biết tu chứ vì làm còn làm dối hơn nữa. Hôm trước mình chưa biết tu, vô trong hãng xưởng mình tìm cách mình trốn một chỗ để mình ngủ, đúng không? Nay mình biết tu nhất định tôi không trốn mà tôi làm tốt hơn trong chủ nữa. Tôi đem cái công sức này để mà bù đắp khi lương của ông chủ, mong cho ông chủ được phát triển tốt hơn. Đó là cái tâm bố thí như vậy đó. Còn nếu mà mình không làm, mình trốn chỗ mình ngủ thì cái tâm của mình là cái tâm ăn cắp mà mình không hay, đúng không chư vị? Ăn gian chỗ là không hay. Cho nên Phật Pháp đâu có thể ly thế gian Pháp được. Mình phải làm chứ. Không làm thì mình ăn bám sỏi thì làm sao mình cứu được người. Mình muốn đi hộ niệm người ta, mình không có tiền đổ xăng thì làm sao đi cứu người ta. Mà rồi cái tâm mà không bố thí, mới ngồi cái 5 phút và sợ muôn chết luôn. Thì ngày mai tôi chắc tôi đi không nổi rồi. Trong khi có những người ta ngồi trên bên cạnh người bệnh từ ngày này qua người khác. Có nhiều người ngồi suốt đêm bên cạnh người bệnh, tình niệm Phật người ta không sợ. Đó là cái tâm đại bố thí. Bố thí một cách rốt ráo vĩ đại mà mình không may. Chứ đâu phải mình cầm một vài chục đồng ra mình biếu người ta đó nhớ mãi. Chưa chắc gì cái ngoại tài đó mà bằng cái bố thí là người ta ngồi bên cạnh người bệnh niệm Phật mà năn nỉ người bệnh để giúp cho người bệnh vãng sanh. Chứ vị thấy không, cái tâm tu học Phật chúng ta lấy cái tâm ra mà lụng. Như vậy thì chư vị phải làm việc chứ, chư vị phải học hành giỏi để làm một người tốt trong xã hội chứ, phải không? Để mà mình đem cái năng lực, cái tài lực của mình và mình giúp cho người ta, tự nhiên mình có cái tâm gọi là bao dung. Trong khi mình có một đồng mình bỏ ra như vậy, mình mong cho người được cơm no áo ấm, tâm bao thái hư thì lưỡng châu xa giới. Một đồng bỏ ra mà kèm theo cái tâm thương người, tự nhiên nó cái phước báo mình nó viên mãn. Còn mình có tới 1 tỷ đô la, mình bỏ ra 100
triệu đồng Việt Nam. Mình tưởng nghĩa là nhiều, nhưng mà so với cái gia tài của mình và 100 triệu đồng của mình, ăn nhầm gì? Còn một người có 5 đồng bạc đâu mà sẵn sàng ngày kia 2 đồng rưỡi cho người khổ. Coi chừng cái 2 đồng rưỡi này có cái phước báo lớn hơn, gọi là tâm của họ nó bao la ra, gọi là tâm bao tái hư, phước báo họ vô vĩ đại lắm. Như vậy thì mong chư vị nhớ là tu phải chăm sóc con cái, phải ăn uống đàng hoàng, phải việc làm đầy đủ, chứ ai bỏ nhà bỏ cửa mà đi tu. Đi tu như vậy là ăn bám, mà tu không xong thì coi chừng một hạt gạo mà nhờ của thi chủ, cái nợ nó nặng như núi. Tu tu gì? Đời này không biết tu mà không thành đạo, đời sau mang long đội sừng mà trả. Hiểu không chư vị? Nhớ nhé, đừng đến sơ ý nữa. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin cảm niệm công đức của lão cư sĩ Diệu Âm. Dạ, trước khi chuyển đến máy của bác Phúc Hải thì chúng con xin đọc một tin vui vãng sanh nữa. Xin ban tổ chức chuyển đến camera của Lê Cường, ban hộ niệm Liên Trì Quảng Linh. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ly chứng minh, kính bạch lão cư sĩ Diệu Âm, thưa toàn thể chư vị đồng tu có mặt trên trang Zoom hôm nay, con là Bùi Thị Hiên ở Tràng Bạch, Đông Triều, Quảng Linh. Con xin thay mặt gia đình gửi lời tri ân sâu sắc tới lão cư sĩ Diệu Âm, ban hộ niệm Liên Trì Mạo Khê, vì đã hộ niệm trợ duyên giúp mẹ con vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vào ngày 22 tháng 10 năm 22. Mẹ con là Phật tử Bùi Thị Hoạt ở Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh. Lúc sinh thời, mẹ con rất có tín tâm với Tam Bảo. Nhờ duyên lành, mẹ con đã biết đến pháp môn niệm Phật hộ niệm. Cùng với đạo tràng đi hộ niệm được 3 năm thì mẹ con bị bệnh tai biến, đã không nói được và không đi được suốt 7 năm. Hiện nay mẹ con rất tỉnh táo, nghe ban hộ niệm. Kể lại là lúc trước mẹ con đã cùng ban hộ niệm đi hộ niệm được 4 ca và để lại thoại tướng rất đẹp. Ngay thời gian đầu mẹ con bị tai biến, con rất muốn gọi ban hộ niệm cho mẹ, nhưng anh trai con chưa tin và không đồng ý. Anh con bảo bao giờ mẹ yếu mới gọi ban hộ niệm. Mặc dù tham gia ban hộ niệm, mẹ con đã viết di chúc, nhưng anh con vẫn không đồng ý. Sau 7 năm mẹ con yếu, anh mới mời ban hộ niệm. Con vô cùng sung sướng vì đã làm được tâm nguyện của mẹ. Lúc sinh thời, mẹ con là người hiền lành. Trong cuộc sống vất vả, cam go mà mẹ con vẫn vui vẻ, thoải mái. Nhờ vậy mà cuối đời mẹ con gặp được ban hộ niệm. Từ lúc ban hộ niệm đến trợ duyên cho mẹ con được 1 tháng thì mẹ con ra đi. Trong 1 tháng đó mẹ con chỉ uống nước cháo, nước lọc. Nhưng mẹ con rất là tỉnh táo, mặc dù không nói được. Nhưng ban hộ niệm khuyên câu nào thì mẹ con đều giơ tay về Tây Phương Cực Lạc. Trong 1 tháng đó, ban hộ niệm thay nhau đến hỗ trợ cho mẹ con liên tục. Trong cơn hấp hối, ban hộ niệm đã có mặt kịp thời và mẹ con đã ra đi. Trong tiếng niệm Phật của đạo tràng, mẹ con ra đi rất nhẹ nhàng, không có một chút nào kinh hoàng. Nét mặt của mẹ con ngày một sáng ra. Sau 12 tiếng đồng hồ, ban hộ niệm thăm thân, các đầu ngón tay, đầu ngón chân đã mềm hết, độ lạnh đã tương đối. Ban hộ niệm niệm liên tục thêm cho mẹ con 6 tiếng nữa. Trong lúc niệm, môi của mẹ con hồng ra và tóc thì đen lại. Sau đó ban hộ niệm thăm thân lần 2, mẹ con đã hoàn toàn mềm mại và lạnh hết. Khi thăm thân lần 2 xong thì được 18 tiếng và là 3 giờ chiều. Nhưng thời gian vẫn còn, con năn nỉ ban hộ niệm niệm tiếp cho đến 5 giờ sáng hôm sau thì mới ra về. Lúc ban hộ niệm ra về, thân tướng mẹ con càng hồng hào hơn trước, đẹp vô cùng. Phật pháp thật là nhiệm màu,
Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thật là vô cùng là bất khả tư nghị với những cái cao điểm. Dạ, chúng con xin chuyển máy đến cho máy của bác Phúc Hải ở Zoom 336. Và nếu còn thời gian, chúng con mời bác Quang Minh chuẩn bị ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, chứng minh, kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, thưa ban tổ chức, thưa toàn thể chư liên hữu đồng tu trên trang Zoom. Dạ, chẳng con chuyên nhất con đường niệm Phật, hộ niệm cầu nguyện vãng sinh để triển dương pháp môn hộ niệm được trường tồn lâu dài. Có pháp lý Phật giáo bảo vệ khi đi hộ niệm, thực hiện nghị định 474 của Giáo hội Phật giáo Trung ương Việt Nam, chúng con đăng ký tu tập tại chùa nơi trụ xứ của mình. Có thầy làm, có thầy trụ trì đó làm phó ban trị sự giáo hội của tỉnh nhà. Chùa của thầy tu tịnh độ nhưng không chuyên pháp môn hộ niệm. Thầy trụ trì ủng hộ và tạo mọi điều kiện cho chúng con tu tập theo đúng tông chỉ của đạo tràng. Mỗi tháng chúng con tu một ngày an lạc, không phụ thuộc vào nội dung tu của chùa. Ngày 1 tháng 11 nhâm dần vừa qua, ban trị sự giáo hội của tỉnh có tổ chức đại lễ cùng với này giáo hội Phật giáo Trung ương kết hợp thực hiện tại cung Trúc Lâm Yên Tử, Quảng Ninh. 714 năm ngày nhập Niết Bàn Phật Hoàng Trần Nhân Tông, chúng con có nhận được giấy mời của ban trị sự. Con có phổ biến và tổ chức đạo tràng tham gia, nhưng có một số Phật tử phản đối không tham gia, cho là mình đang hành pháp hộ niệm. Tham gia như vậy là không đúng tông chỉ, là đi sai đường. Một số Phật tử này cũng không ủng hộ việc tu ở chùa một ngày an lạc nơi cư xứ. Phật tử cho rằng chùa không tu theo pháp môn hộ niệm và chùa còn ăn mặn. Con có giải thích nhưng Phật tử thì xin bác Hải đặt vào câu hỏi đi. Bác đặt câu hỏi đi ạ. Đấy cũng là câu hỏi đấy ạ. Thầy không hoan hỉ. Con có giải thích nhưng Phật tử không hoan hỉ. Vậy con xin thầy từ bi giảng giải cho một số Phật tử hiểu rõ để củng cố niềm tin cho Phật tử chúng con. Phật tử có tham gia trên đường Zoom ạ. Con xin thành kính tri ân cảm niệm công đức của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hình thức tu học của một cái đạo tràng, mình phải tôn trọng. Dâm luôn luôn nhắc nhở là đến một đạo tràng nào, ở đó vốn dĩ người ta tu như thế nào, mình phải tôn trọng cái đường tu ở đó. Chúng ta là một nhóm hộ niệm nhỏ, không được quyền, không được quyền lấn áp lên những điều mà nó ngoài cái phạm vi của chúng ta. Chư vị đi hộ niệm, cứ lấy cái lòng thành của mình giúp cho người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Giáo hội ra quy luật nào, mình phải làm đúng quy luật đó. Ở tại quốc gia nào, mình làm đúng quốc gia đó. Ví dụ như vị trụ trì cũng ở trong giáo hội và thường xuyên giúp đỡ cho chúng ta, đấy là cái tình cảm tốt đẹp của chư vị đi làm đạo, chúng ta nên gìn giữ. Hay hơn là chúng ta thấy cái đạo tràng đó có cái đường tu khác với mình đâm ra mình chống đối là cái điều không tốt về sau đối với mình. Mong chư vị phải nhớ, ví dụ như là vậy đó, mời chúng ta tham gia một ngày an lạc, chúng ta có thể tham gia. Còn những người không muốn tham gia thì cũng tự nguyện, họ không nên nêu ra làm chi vấn đề này. Ví dụ đạo tràng chúng ta 10 người, một người, 5 người mắc bận biểu không tham gia thì 5 người chúng ta đi tham gia. Tham gia xong rồi chúng ta về lo niệm Phật, lo hộ niệm cho người ta, cũng không có gì mà phải là quan trọng. Nhớ nhanh chưa vậy? Nhưng mà tuyệt đối không nên đặt ra vấn đề là tại sao cái đạo tràng đó không làm như chúng ta.
Nếu mà cái đạo tràng đó nói rằng tại sao cái nhóm hộ niệm này không làm theo cái chùa của chúng ta, tại sao không làm theo giáo hội, thì chúng ta có thể sống được hay không chứ vị? Tất cả đều phải uyển chuyển để chúng ta hòa hợp với nhau. Có hòa thì mới làm đạo được, không hòa không làm đạo được. Nên như vậy không nên đặt ra vấn đề là khác biệt cái này cái nọ. Xin chư vị đừng nên nêu ra ở đây, không tốt vậy. À, Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân lão cư sĩ Diệu Âm. Và tiếp theo chúng con xin mời máy của bác Quang Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Quang Minh chưa bật mic. Được rồi ạ. Yeah. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy Diệu Âm. Xin thầy từ bi chỉ dạy, con là hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, có niệm Phật và tha thiết cầu vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nhưng vì hàng phàm phu nghiệp chướng sâu nặng, con lại sợ lúc lâm trong mình bị mê mang bất tịnh. Mặc dầu đồng tu đã nhắc nhở con, nhưng con vẫn còn có ý nghĩ đó. Thưa thầy, nếu con còn có dự ý nghĩa đó, lúc lâm trong mình bị mê mang bất tịnh, không niệm được câu A-di-đà Phật thì có ảnh hưởng gì đến con đường vãng sanh của con không ạ? Xin thầy cho con một lời khuyên. Nam mô A-di-đà Phật. A-di-đà Phật. Tùy chư vị. Nếu mà thấy mình phàm phu nghiệp chứng sâu nặng, sợ rằng là khi mình ra đi chướng nặng trùng trùng, thì ngày ngày đêm đêm lo niệm Phật, quyết chí cầu sanh Tây phương Cực Lạc, quyết lòng kết hợp chặt chẽ với đồng tu để hỗ trợ cho nhau. Khi có người bị bệnh cần hộ niệm, mình tham gia tích cực để hộ niệm cho người ta, đem công đức hộ niệm này làm công đức của bên chính mình để mình đi vãng sanh. Những cái chướng nặng của những người bệnh rõ ràng nó là cái trải nghiệm của chính mình, để cho khi mình nằm xuống rồi mình có một số vốn rất là quý báu để mình vãng sanh, thì cái sợ này giúp cho chư vị tăng thêm thuận duyên để chư vị vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Nếu chư vị sợ rằng là mình mê mang bất tỉnh mà cứ sợ mãi, trong khi đi hộ niệm cũng sợ, đi học hộ niệm cũng lười biếng, thấy người ta vãng sanh mình cũng chê, cứ vậy mà cứ ngày ngày sợ mà không chịu giải quyết con sợ đó, thì khi chư vị nằm xuống sợ rằng là chưa bệnh nặng đã mê mang bất tỉnh rồi, đâu còn gì tới bệnh nặng. Cho nên tất cả đều do chính chư vị. Tại sao một người ung thư nặng nề như vậy mà họ quyết lòng tin tưởng nghe theo lời ban hộ niệm, họ mỉm cười ra đi, vẫy tay ra đi, cũng là một người bệnh không phải là ung thư, bệnh nhẹ nhẹ thôi, không đau đớn gì mấy, mà có ban hộ niệm tới hộ niệm không được vãng sanh Tây phương Cực Lạc. Yếu tố tại đâu? Tại vì người bệnh ung thư kia, người ta có lòng thành, lòng kính, có lòng khiêm cung, họ quyết lòng nghe theo. Một lòng thành kính như vậy, họ nhận được biết bao nhiêu lợi lạc. Một lòng thành, một phần thành kính, một phần lợi, một phần khiêm cung, một phần lợi. Còn một người bệnh nhẹ nhẹ kia mà không có lòng khiêm cung, ban hộ niệm tới nói cái gì cũng tôi biết rồi, tôi không còn nhặt nữa nữa. Khinh thường ban hộ niệm thì ban hộ niệm giảng giải nhiều khi muốn khang cổ mà mình không nhận được cái gì cả, cũng bên ban hộ niệm đó mà mình không được hưởng cái gì cả, chư vị hiểu không? Thì câu này cũng nói, nếu thực sự chư vị sợ mê man bất tỉnh thì lấy cái sợ này mà quyết chí tu hành lên đi, thành tâm quyết lòng đi, niệm câu A Di Đà Phật đi. Rõ ràng chư vị đã chuẩn bị tất cả những sự thiện lành nhất để đi về Tây phương Cực Lạc. Phật lực gia trì mà chư vị không tin sao? Nếu mà cứ sợ mà cứ lo sợ chứ không lo niệm Phật thì ai có thể cứu mình được? Phật cũng không cứu mình được, thì ông này cũng đành chịu thua, ban hộ niệm cũng đành chịu thua, phải không chư vị? Tất cả đều do chính mình.
thấy mình chuẩn bị mê man lo niệm Phật lên để quyết lòng giải thoát, thì đây là thuận duyên cho mình, tăng thêm nghị lực cho mình niệm Phật bản thân, đúng không? Còn nếu là mình đó thì thôi cũng chịu thua vậy. A Di Đà Phật. Giờ xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn để cảm nhận và câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng của buổi hội thảo ngày hôm nay. Trước khi kết thúc, chúng con xin gửi đến chư vị một số thông báo của ban tổ chức. Và thông báo đầu tiên là buổi niệm Phật thực tập hội thảo hộ niệm cùng với lão cư sĩ Dầu Âm vào sáng thứ hai ngày 28 tháng 11 ở trên ba đường Zoom. Xin chư vị cùng tham gia. Và thông tin xin khai thị, xin chư vị nào mà có cần lão cư sĩ Dầu Âm khai thị cho người thân của mình thì hãy liên hệ với thầy Thích Hạnh Phú hoặc là bác Chí Thịnh Diệu Ngân. Số điện thoại chúng con đều có ghi trên màn hình, xin chư vị hãy chụp lại. Và về thông tin về đặt câu hỏi, chư vị nào mà có trở ngại về việc đặt câu hỏi hoặc là vì những cái lý do nhiều lý do khác về nhạy cảm vân vân thì xin chư vị hãy liên hệ với bác Minh Thành Diệu Tâm cũng qua số điện thoại chúng con đều có ghi trên màn hình. Về thông tin về ban ấn tống thì xin chư vị hãy liên hệ với ban ấn tống nếu chư vị cần những cái quyển sách, những tọa đàm, đài sách thể nhớ về những tọa đàm hộ niệm của lão cư sĩ Dầu Âm thì xin chư vị hãy liên hệ với chúng con. Và nhóm đồng tu nào, ban hộ niệm nào mà cần thiết bị để vào Zoom như là camera, máy tính, tivi thì cũng xin liên hệ với ban ấn tống. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Trước khi kết thúc, chúng con xin cung kính cung thỉnh lão cư sĩ Dầu Âm đọc lời hồi hướng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này, nguyện đem công đức này, trang nghiêm cõi tịnh độ, trang nghiêm cõi tịnh độ, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, hồi hướng cầu cho thế giới hòa bình, tiêu tai giải nạn, tiêu tai giải nạn, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, hồi hướng rộng cùng pháp giới chúng sanh, nguyện đồng lòng niệm Phật, nguyện đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng nguyện vãng sanh, đồng về Tây Phương thành đạo, đồng về Tây Phương thành đạo, trên đền bổn ơn nặng, trên đền bổn ơn nặng, dưới cứu khổ tam độ, dưới cứu khổ tam độ, nếu có ai thấy nghe, nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, hết một báo thân này, đồng sanh cực lạc quốc, đồng sanh cực lạc quốc. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Pháp hộ niệm chư vị thấy thực tế không? Thực tế. Cụ thể không? Từng ngày có người nhờ pháp hộ niệm vãng sanh, thế mà có người còn chê, nghĩ rằng là muốn tìm con đường nào cho vi diệu hơn. Xin hỏi, có đường nào vi diệu bằng một pháp mà có đưa một người phàm phu tội chướng sâu nặng đi về Tây Phương trong một báo thân này? Chư vị ơi, hàng ngàn năm qua nay ta mới thấy một pháp thực sự là vi diệu của Phật pháp.
Đó đúng là pháp ngồi bên cạnh người bệnh, giúp họ, nhắc nhở cho họ, chỉ điểm cho họ, giúp cho họ giữ được chánh niệm ngay trong giờ phút lâm chung mà họ vãng sanh bất khả tư nghị. Mong chư vị trân quý cơ hội này để cùng nhau đi. Là Phật. A Di Đà Phật. Là xin đại chúng cho một tràng vỗ tay thật lớn một lần nữa. Chúng con xin thành kính cảm niệm và tri ân công đức của quý chư tôn đức tăng ni đã tham gia chứng minh, và xin quý ngài luôn luôn cùng với lão cư sĩ Diệu Âm xiển dương cái pháp môn niệm Phật hộ niệm vô cùng thù thắng này rộng khắp cho người Việt Nam. Chúng con cũng xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm, xin thành kính tri ân công đức của tất cả các cha các má đã tham gia học hỏi về hộ niệm, để một đời này chúng ta vững vàng niềm tin, để một đời này chúng ta ai ai cũng có phước phần vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ, chúng con xin kính chào chư tôn thiền đức tăng ni, kính chào lão cư sĩ Diệu Âm, kính chào các cha các má, hẹn gặp lại vào buổi Zoom sáng thứ hai. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.